Xin chào ban giám khảo cùng quý vị và các bạn thân mến, sau đây là phần thi thuyết trình của em ạ. Việt Nam có đến 54 dân tộc cùng sinh sống và mỗi vùng miền dân tộc sẽ có những nét đẹp, bản sắc văn hóa, truyền thống riêng, có phần tạo nên sự đa dạng và phong phú, tô đậm những vẻ đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam. Vậy nên, đến với chương trình Bản sắc văn hóa dân tộc ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu về phong tục sống và một lễ hội mà người Tày thường hay tổ chức hàng năm. Từ lâu, người Tày đã cư trú tập trung thành từng bản, khác với một số dân tộc khác tổ chức. Người Tày đã cư trú thường ở ven các thung lũng, triền núi thấp trên một miền thượng du. Mỗi bản có từ 15 đến 20 nóc nhà, nhiều bản có tới hàng trăm nóc nhà. Ngôi nhà truyền thống của người Tày là nhà sàn. Họ thường chọn những loại gỗ quý để dựng nhà, xung quanh nhà thường ván gỗ tre bằng lớp nứa. Theo phong tục truyền thống, Tết Thanh Minh hay còn gọi là Tết Đơn Slam, Sơn Slam, tức mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm, Tết Thanh Minh là dịp để con cháu tổ chức tảo mộ cho những người đã khuất. Khác với một số dân tộc khác, tổ chức tảo mộ vào đúng ngày Thanh Minh trong sáng in trên lịch. Đối với bà con dân tộc Tày, Nùng, lại tổ chức Tết Thanh Minh vào đúng ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Bà con dân tộc Tày, Nùng quan niệm Tết Thanh Minh là dịp để những người đã khuất như ông bà, cha mẹ và họ hàng thân thuộc được về để gặp mặt con cháu. Khi ấy, con cháu phải tổ chức tảo mộ để tỏ lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên. Thế nên, dù đang sinh sống và làm ăn ở khắp mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc, những người con xa quê đều sắp xếp công việc để về tảo mộ trong dịp Tết Thanh Minh để tỏ lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên. Trong những ngày này, tất cả các tuyến đường trong tỉnh đều nhộn nhịp xe cộ, mọi người, mọi nhà tấp nập đi tảo mộ, thắp hương tại khu mộ, gia đình và các nghĩa trang địa phương. Trong mâm cỗ cúng tổ tiên, ngoài mộ bà con thường có thịt gà, thịt lợn, hương hoa, quả, bánh kẹo và một món ăn không thể thiếu, đó chính là khẩu nua đăm đen, tiếng Tày Nùng là xôi nếp đỏ đen. Đây là một món xôi đa dạng sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng, trông rất bắt mắt. Vậy qua đây chúng ta có thể thấy được phong tục và văn hóa sống của người Tày rất phong phú. Nó không chỉ tô đậm những nét đẹp của người dân miền núi phía Bắc mà còn tạo nên nét đặc trưng trong văn hóa sống của người Việt Nam. Những lối sống có giá trị đặc trưng liên quan đến truyền thống như Tết Thanh Minh cần được gìn giữ và lưu truyền mãi để nó trở thành một lễ hội đặc biệt tồn tại ở Việt Nam và là một trong những lễ hội không thể thiếu. Nếu như có dịp thì chúng ta nên đến và tìm hiểu thêm về dân tộc Tày và người dân miền núi phía Bắc. Để biết thêm nhiều hơn, hãy đến du lịch và thưởng thức những món ăn đặc sản của người Tày. Chắc chắn đó sẽ là một chuyến đi thú vị. Và bài thuyết trình của em đến đây xin kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.